Muốn nói gì thì nói đi. Cảm ơn anh đã đưa tôi về nha. Cô chắc là muốn nói mấy lời này hả? Vậy tôi đi á nha. Anh có chắc chắn là tới lúc đó sẽ không quá buồn vì bị từ chối chứ? Tôi đói bụng quá. Đói bụng. Dạ đói. Đây nè.